Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Phước Chúa trọn năm. Dựa trên lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 11, câu 1 đến câu 12. Ngươi phải kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải gìn giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh và điều răn của Ngài. Ngày nay các ngươi hãy nhìn biết, vì ta không nói cùng con trẻ các ngươi, bởi chúng nó chẳng biết chi và cũng chẳng thấy chi. Những lời răn dạy của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, sự oai nghiêm Ngài, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngài, những phép lạ và công việc Ngài làm ra giữa xứ Ai Cập mà hại Pharaon, vua Ai Cập và toàn xứ người. Hãy nhận biết điều Ngài đã làm cho đạo binh Ai Cập, ngựa và xe Ai Cập trong khi chúng đuổi theo các ngươi, bị Đức Giê-hô-va lấp nước biển đỏ lại và hủy diệt chúng nó đến ngày nay. Việc Ngài đã làm cho các ngươi trong đồng vắng cho đến khi tới chỗ này. Và cũng hãy nhận biết điều Ngài làm cho Đa-than, Abiram, con trai Eliab, cháu Ruben, khi đất tại giữa cả Israel há miệng nuốt hai người, gia quyến, luân với trại và mọi vật chi theo họ. Vì tận mắt các ngươi đã thấy hết thảy những việc lớn mà Đức Giê-hô-va đã làm. Vậy phải gìn giữ hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được mạnh mẽ vào nhận lấy xứ mà mình sẽ chiếm được, hầu cho các ngươi sống lâu ngày trên đất mà Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi và cho dòng dõi của họ, tức là xứ đựng sữa và mật. Vì xứ ngươi sẽ vào nhận lấy chẳng phải như xứ Ê-díp-tô là nơi mình đã ra khỏi. Tại nơi ấy, ngươi gieo mạ và phải nhờ lấy chân mình mà tưới như một vườn rau cỏ. Nhưng xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới. Ấy là một xứ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối. Câu gốc của bài học: ấy là một xứ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối. Phục Truyền chương 11 câu 12. Câu hỏi suy gẫm: ông Môi-se dạy dân Chúa phải làm gì để nhận được phước Chúa trọn năm? Tại sao xứ nhờ mưa trời mà được thấm tưới là phước? Bài học nhắc chúng ta điều gì trong ngày cuối năm? Kính thưa quý vị, trước khi dân Chúa chuẩn bị tiến vào miền đất hứa, ông Môi-se khích lệ họ rằng: ấy là một xứ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối. Câu 12. Nhưng để có thể nhận lãnh phước Chúa ban trọn năm, ông căn dặn dân Chúa cần phải làm ba điều quan trọng. Thứ nhất, phải luôn kính yêu Jehovah Đức Chúa Trời anh em. Câu 1 phần A. Đây là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết mà mỗi người con Chúa phải vâng giữ. Matthew chương 22 câu 38. Thứ hai, luôn tuân giữ điều Chúa truyền dạy, tức là luật lệ, mạng lệnh và điều răn của Ngài. Câu 1 phần B. Thứ ba, phải nhớ lại những phước hạnh Chúa ban từ khi được cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập cho đến ngày nay, vì chính họ đã tận mắt chứng kiến những việc quyền năng Ngài đã làm. Câu 2 đến câu 7. Dân Chúa sống chủ yếu về nông nghiệp, nước là nhu cầu rất cần thiết, nên để khích lệ họ, ông Môi-se so sánh sự tương phản giữa những gì dân Chúa đã phải lao nhọc khi gieo trồng tại Ai Cập với phước Chúa sẽ ban cho họ dư đầy trong miền đất hứa. Vì xứ anh em sắp tiến kiếm không giống xứ Ai Cập, là nơi anh em đã ra khỏi, nơi mà sau khi gieo giống anh em phải dùng chân đạp xe nước mà tưới như tưới một vườn rau. Trái lại, xứ anh em sắp vào chiếm hữu là một xứ có núi đồi và thung lũng,
nhuần tưới bởi mưa trời. Câu 10 và câu 11, bản truyền thống hiệu đính. Khi dân Chúa kính mến Chúa, vâng lời Chúa và nhớ ơn Ngài, họ sẽ được Chúa ban phước không chỉ một hai thời điểm nào đó, nhưng là từ ngày đầu năm đến ngày cuối năm. Cơ đốc nhân cũng đang trên hành trình về thiên quốc. Trên chặng đường đời, chúng ta đã kinh nghiệm biết bao việc quyền năng Chúa làm cho mình, gia đình mình và hội thánh Chúa. Hôm nay, ngày cuối của năm 2023, chắc chắn mỗi chúng ta đều có những lý do cảm tạ ơn Chúa. Bài học từ dân Chúa nhắc nhở chúng ta phải luôn giữ lòng kính mến, vâng lời và nhớ ơn Chúa. Hãy luôn nhớ Chúa là đấng yêu thương, quyền năng, đã cứu chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, để chúng ta quyết sống tận trung cho Chúa và sống đẹp ý Ngài. Còn gì phước hạnh hơn khi được Đức Chúa Trời chăm sóc, trông nom chúng ta từ đầu năm đến cuối? Hãy cùng gia đình, hội thánh, nhắc lại những việc quyền năng Chúa làm trong suốt năm nay, để vững lòng bước vào trong năm mới 2024 sắp đến, với quyết tâm yêu Chúa, vâng phục Chúa, biết ơn Chúa trọn đời. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ở cùng ban ơn cho con suốt năm nay. Xin giúp con tiếp tục sống kính mến Chúa, vâng lời Ngài và ghi nhớ mọi ơn lành Chúa đã ban cho con cùng gia đình. Xin cho con mạnh mẽ bước vào trong năm mới 2024 với sức mới Chúa ban. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta chia sẻ điều gì với gia đình, hội thánh trong ngày cuối năm 2023 hôm nay? Nhìn lại ơn Chúa trọn năm, chúng con xin nguyện quyết tâm theo Ngài, vững lòng bước tiếp tương lai, sống đẹp lòng Chúa năng tài dân cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.